người đàn ông này nhặt được một cục hổ phách. Bên trong có một con muỗi thượng cổ. 100 triệu năm trước, con muỗi đã hút máu của khủng long. Sau đó nó đậu xuống cây thông để nghỉ ngơi. Ai ngờ nó đã bị nhựa thông bao bọc lại. Sau hàng trăm triệu năm dưới lòng đất, nó dần biến thành hổ phách. Các nhà khoa học sử dụng công nghệ tiên tiến để lấy máu khủng long ra. Vì thế họ lấy được DNA của khủng long. Sau đó họ dùng công nghệ nhân bản gen để tạo ra trứng. Tiếp theo trứng đã nở ra loài khủng long đã tuyệt chủng từ lâu. Sau đó họ đã xây dựng công viên khủng long này. Chào mừng đến với thế giới kỷ Jura. Tại đây, trẻ em có thể đến gần và làm quen với những chú khủng long ngoan ngoãn. Tuy nhiên, thứ mà khách du lịch yêu thích nhất, đó chính là cảnh như thế này đây, để tạo cảm giác mới mẻ cho du khách. Các nhà khoa học cần liên tục phát triển các loài khủng long mới. Đó chính là khủng long bạo chúa. Đây là sinh vật được tạo ra từ việc trộn gen. Claire là người phụ trách dự án này. Hôm nay, Claire đi cùng ông chủ đến nơi giam con khủng long bạo chúa để tham quan. Lần đầu gặp con vật to lớn này, ông chủ ngay lập tức choáng ngợp trước ánh mắt đầy sát khí của nó. Để đảm bảo an toàn, ông chủ nói Claire kêu Owen tới đây. Để đảm bảo chắc chắn rằng các thiết bị an toàn ở đây đều làm việc ổn áp. Owen là một cựu chiến binh, anh cũng là bậc thầy huấn luyện khủng long ở đây. Trước mặt Owen là 4 con khủng long Velociraptor mà anh đã huấn luyện. Sau đó, Owen đi theo Claire đến khu khủng long bạo chúa. Anh hỏi cô ấy, con khủng long bạo chúa được trộn gen từ loài khủng long nào? Claire chỉ biết gen chủ yếu là lấy của Tyrannosaurus Rex. Những thứ còn lại thì cô ấy không biết. Rồi Claire đặt một miếng thịt xuống. Cô muốn dụ con khủng long bạo chúa đến cho Owen xem. Nhưng chờ trong một thời gian dài mà nó vẫn không xuất hiện. Điều này không bình thường. Nhân viên liền bật tất cả máy quét nhiệt. Nhưng vẫn không thấy gì. Lúc này, Owen nhìn thấy trên tường có rất nhiều dấu cào. Claire chợt nhận ra, con khủng long có thể đã trốn thoát rồi. Cô vội vàng liên lạc với phòng điều khiển để dò tìm vị trí của con khủng long. Căn cứ vào máy theo dõi được cấy vào con khủng bạo chúa. Nó vẫn ở trong khu nuôi nhốt. Trong lúc này, Owen và hai nhân viên đã vào bên trong để kiểm tra. Claire vội vàng kêu Owen nhanh chóng rời khỏi đó. Nhưng vẫn trễ một bước, một nhân viên đã bị con khủng long bắt đi. Sau đó thành món điểm tâm ngon lành của nó. Owen thấy thế vội vàng mở cửa bỏ chạy cùng một nhân viên khác. Ai ngờ khi cánh cửa đóng lại, con khủng long bạo chúa cũng chui ra được qua khe hở. Owen nhanh chóng trốn dưới xe. Anh chứng kiến đồng nghiệp bị nó nuốt chửng. Owen nhanh chóng đổ xăng khắp người để che đậy mùi cơ thể của mình. Sau đó anh ấy nín thở. Cuối cùng, Owen đã trốn thoát. Nhưng sau đó, con khủng long đã lao vào trung tâm công viên với tốc độ ánh sáng. Phòng điều hành muốn sơ tán du khách nhưng bị ông chủ ngăn lại. Ông ta lo lắng rằng nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công viên. Vì vậy, ông ta đã điều động lực lượng vũ trang đến bắt con khủng long bạo chúa. Họ đến vị trí của máy theo dõi. Hóa ra đó chỉ là một miếng thịt có gắn thiết bị theo dõi. Con khủng long này thật thông minh quá đó. Nó có thể dùng cách này để đặt bẫy. Bất ngờ một giọt máu rơi xuống tay đội trưởng. Anh ta ngước đầu lên xem. Một cơ thể khổng lồ xuất hiện từ khu rừng rậm rạp. Ngay khi nó dẫm nhẹ xuống thì đội trưởng thăng luôn. Sau đó cả đội nhanh chóng đăng xuất khỏi trái đất. Owen phân tích. Con khủng long bạo chúa mang gen hỗn hợp này được nuôi nhốt từ nhỏ. Lần đầu tiên đến thế giới bên ngoài, để kiểm tra vị trí của nó trong chuỗi thức ăn, nó sẽ thịt bất kỳ sinh vật sống nào nó nhìn thấy. Sau khi Claire nghe xong, cô mới biết được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cô lập tức ra lệnh đóng cửa toàn bộ công viên, sau đó đưa du khách sơ tán khẩn cấp, trong khi Claire sơ tán khách du lịch. Chợt nhớ hai đứa cháu của mình còn ở công viên, cô ấy tìm đến chỗ Owen. Hy vọng anh ấy có thể giúp cứu cháu trai của mình. Lúc này hai anh em kia vẫn chưa biết được chuyện gì đang xảy ra. Vừa hay lại gặp chúng con khủng long bạo chúa. Sau khi khủng long bạo chúa xử đẹp con khủng long bọc giáp, nó đã nhắm đến hai anh em kia. Chiếc xe bảo hộ nghe nói là vững chắc lắm. Giờ bị móng của con khủng long bạo chúa vuốt nhẹ đã lủng lỗ rồi. May mà hai anh em mở dây an toàn ra kịp thời. Sau đó nhảy xuống nước mới thoát chết. Khi Owen và Claire đến công viên, nhìn thấy mặt đất đầy khủng long bị giết bởi con khủng long bạo chúa. Thì ra Owen đoán không sai, con khủng long bạo chúa không ăn chúng. Nó chỉ muốn biết vị trí của mình trong chuỗi thức ăn. Rồi cả hai đến một căn cứ cũ. Thật không may, con khủng long bạo chúa cũng tìm đến. Sau đó, một trò chơi chạy trốn khỏi nanh vuốt dã thú đã bắt đầu. Lúc này, chủ của công viên đã lái một chiếc trực thăng đến. Dưới làn mưa đạn của súng máy, con khủng long chạy mất dép. Cuối cùng nó đâm vào hang ổ của thần lằn bay. Vô số thần lằn bay thoát ra ngoài. Chúng bay thẳng đến khu của khách du lịch. Trực thăng của ông chủ cũng bị thần lằn bay phá hoại rồi rơi xuống đất. Tại thời điểm này, quân đội đã tiếp quản phòng điều khiển. Nhìn ông chỉ huy béo này không phải hạng vừa gì đâu. Ông đề xuất dùng khủng long trị khủng long, đó là dùng con Velociraptor được Owen huấn luyện. Để đối phó với khủng long bạo chúa, Owen đồng ý với đề xuất của chỉ huy. Anh lấy thịt của con khủng long bạo chúa ra, hãy để 4 con Velociraptor ghi nhớ mùi này. Nhân viên liền nhấn nút mở cửa, 4 con khủng long xông ra khỏi chuồng.
Owen chạy xe đi theo sau chúng. Rất nhanh sau đó bốn con khủng long đã lần theo mùi, mà tìm thấy con khủng long bạo chúa. Lúc này Owen cảm thấy có gì không đúng lắm. Hóa ra trong cơ thể khủng long bạo chúa vẫn có gen của Velociraptor. Thế là bốn con khủng long kia lật mặt còn nhanh hơn bạn gái cũ nữa. Chúng đã nhận khủng long bạo chúa làm đại ca. Chúng rất nhanh nhẹn, chỉ vài chiêu là có thể xử lý xong nhân viên có vũ trang. Owen và Claire đưa hai đứa trẻ trốn trong phòng thí nghiệm. Ai ngờ trong đây đã không còn bóng người. Ở đây chỉ còn lại quân đội đang đóng gói phôi khủng long. Ngay sau đó một con Velociraptor bước vào. Sau đó nó đã tiễn chỉ huy lên đường. Khi bọn người của Owen chạy khỏi phòng thí nghiệm, thì họ lại bị ba con khủng long vây lấy. Khi đối diện với những con khủng long mà mình nuôi từ nhỏ, khi anh đang dỗ dành chúng, lúc này bé Na đã nhận ra Owen. Sau đó nó dẫn hai chị em khác chiến đấu chống lại khủng long bạo chúa. Owen huýt sáo kêu con Velociraptor lao tới. Nhưng tiếc thay trước thực lực tuyệt đối, thì chúng chỉ có thể ăn đập mà thôi. Sau cùng hai bé khủng long đã hy sinh. Lúc này, Claire chợt nghĩ đến một trợ thủ đắc lực. Cô nhờ đồng nghiệp mở cánh cửa bí ẩn. Một bóng dáng to lớn từ từ bước ra. Nó là chúa tể thực sự của thế giới khủng long. Nó có tên cúng cơm là Bá Vương Long. Chẳng mấy chốc, hai ông lớn chạm mặt nhau. Tục ngữ có câu một núi không thể có hai khủng long. Ngay khi khủng long bạo chúa chuẩn bị ra đòn chí tử, bé Na đột nhiên xông đến. Con Bá Vương Long cũng phát động tấn công. Chúng cứ chiến đấu đến hồ nước. Bạn có nhớ trong hồ này có gì không? Không sai, đó chính là một con thần lằn sông mơ. Nó có thể nói là trùng cuối khi dưới nước. Cuối cùng, con Bá Vương Long cảm thấy có đàn em như con Velociraptor cũng rất ổn áp, cho nên nói sau này nó đi theo mình làm ăn. Nhưng bé Na lại nhìn về hướng của Owen. Dù anh ấy có chút không nỡ, nhưng anh vẫn chọn cách thả nó về tự nhiên. Bao nhiêu năm đã qua đi, vì muốn lấy được mẫu gen của con khủng long bạo chúa mà Mosasa lôi xuống nước. Người đàn ông này tìm đúng chỗ của Big Boss. Dù đồng đội có la hét kêu anh ta chạy đi thế nào, anh ta vẫn không chịu bỏ cuộc. Cuối cùng khi anh ta nhận thấy có điều gì không ổn, vừa quay đầu lại xem, ôi my god, anh ta liền chạy mất dép ngay. Sau đó anh ta nhảy lên cầu thang, thì con Bá Vương Long đã cắn cầu thang treo. Nào để xem bố mày biểu diễn thả diều như thế nào này. Những người trên máy bay thấy cảnh này, họ sợ đến run rẩy cả lên. May mà nhiệm vụ đã hoàn thành nên họ nhanh chóng chạy trốn khỏi đây. Ngay cả cửa của con đập trong công viên họ cũng không kịp đóng lại. Thế là con Mosasa đã đến thế giới của loài người. Có một chuyên gia kiểm tra được núi lửa ở đảo khủng long hoạt động khá thường xuyên. Rất có thể núi lửa sẽ phun trào theo diện rộng. Điều này sẽ khiến khủng long tuyệt chủng. Lúc này người sáng lập ra công viên khủng long đã tính cứu chúng ra khỏi đó. Cho nên ông ấy đã sắp xếp người đến hòn đảo đó. Ông tìm đến chỗ của Claire. Ông muốn cô và trợ lý Win bàn bạc kế hoạch cứu các con khủng long. Việc cứu các con khủng long khác tương đối dễ. Chỉ có bé Na, vật cưng của Owen, là cực kỳ thông minh. Trên người của nó cũng không có định vị. Hơn nữa nó mà nóng lên thì không cần biết bố mày là ai nên khá khó bắt. Ngày thứ hai, Claire tìm đến người bạn cũ Owen của mình. Hai người họ đã nhanh chóng thống nhất ý kiến. Anh ấy nhanh chóng lên máy bay giải cứu khủng long. Nhưng họ không biết là mọi thứ chỉ là một cái bẫy mà thôi. Claire phụ trách định vị các con khủng long. Còn Owen, anh ấy dựa theo hiểu biết của mình về bé Na. Anh đã tìm được nó. Trời ạ, thì ra là người quen à. Khi thấy bàn tay múc xinh đưa qua, đột nhiên có một mũi thuốc mê bắn đến. Bé Na bị hoảng sợ nên đã xông đến chỗ một đồng đội của Owen. Trong lúc hoảng loạn, đồng đội đã xả đạn bắn lại. Owen muốn lên để nói chuyện. Ai ngờ thứ anh ấy nhận được là một mũi thuốc mê. Thì ra Ken, một tên lính đánh thuê, đã lừa Owen. Mục đích của hắn là bắt được khủng long, sau đó lén bán đấu giá chúng để đút tiền riêng vào túi. Lúc này một cơn địa chấn đã khiến núi lửa phun trào. Dung nham quét đến như thác đổ. Lúc này Owen cũng chưa tỉnh lại. Một con khủng long một sừng đứng bên anh. Nó lè một cái lưỡi dễ thương ra. Owen đang bị mê man cũng tỉnh lại rồi. Dung nham đã dùng tốc độ ánh sáng quét đến. Ý thức sống đã khiến anh bật dậy. Anh ấy dùng một tư thế kỳ quái để lăn như một khúc gỗ vậy. Bên đây Claire cũng gặp rắc rối. Một con khủng long đi theo đường ống vào căn cứ. Khi thấy con khủng long ăn thịt từ từ tiến đến. May mà dung nham đã ngăn nó lại. Claire phát hiện một lối thoát hiểm. Hai người họ nhanh chóng bò lên. May mà cuối cùng hai người họ vẫn thoát ra được. Họ còn nhốt con khủng long ở bên trong nữa. Owen đưa thêm dàn harem đang chạy bán sống bán chết. Lúc này ba người họ phát hiện một chiếc xe. Owen đưa hai người họ lên xe. Anh ấy đứng ngơ người ra. Ôi mẹ ơi, có một con khủng long bò chặn đường của họ. Có thể con khủng long này muốn có thêm tí đồ ăn trên đường trốn chạy. Nhưng đáng tiếc, con Bá Vương Long liền nói không được đâu bấy bể ơi. Con Bá Vương Long gầm lên để chứng tỏ địa vị của mình. Hà không làm màu nữa, bảo vệ mạng sống vẫn hơn chạy nhanh thôi. Sau đó nhờ vào chiếc xe bong bóng mà họ đã rơi xuống biển và thoát một kiếp nạn. Lúc này họ phát hiện những con khủng long vừa chạy thoát đều bị người ta bắt lại hết. Chúng đang được đưa lên thuyền để bỏ trốn. Họ liền trộm một chiếc xe hơi. Sau đó xông lên thuyền trong thời khắc cuối cùng.
nhưng khủng long không lên được thuyền dần dần biến mất trong đám khói mịt mù. Họ tìm thấy bé Na ở trên thuyền. Nhưng bé Na bị trúng đạn mất máu quá nhiều, nó cần được truyền máu gấp rồi lấy viên đạn ra mới ổn được. Chỉ có con bá vương long mới có loại máu tương thích với bé Na. Sau một hồi vật lộn, thì hai người họ cũng lấy được một ống máu của con bá vương long. Sau đó họ đã cứu được bé Na thành công. Họ đi theo đoàn xe. Hai người chưa đến được cửa thì đã bị người ta mời xuống xe rồi nhốt vào trong nhà lao. Lúc này hai người họ mới biết mình bị người ta chơi rồi. Kế hoạch bán đấu giá khủng long của Win bị cháu gái của Benjamin Lockwood biết được. Cô bé liền nói chuyện này cho ông nội. Benjamin Lockwood tức giận liền chửi trợ lý của mình. Điều này khiến tên tham lam này nổi sát tâm lên. Thế là Benjamin Lockwood đã mất mạng ngay. Cuộc bán đấu giá vẫn tổ chức như bình thường. Các phú hào từ thế giới đã tập trung đến đây. Các loại khủng long được bán đắt như tôm tươi. Điều này khiến tên trợ lý vui mừng. Lúc này Owen đang ở trong tù. Anh ấy nhìn thấy một con khủng long nhỏ có sừng trên đầu. Owen liền huýt sáo nhẹ một cái. Con khủng long ở bên cạnh đã cụm đầu vào tường. Bức tường đã bị thủng một lỗ lớn. Dưới sự chỉ huy của Owen, nó đã tông cửa sắt. Ở một bên khác, buổi bán đấu giá của tên trợ lý vẫn náo nhiệt. Các phú hào đều giành nhau mua các con khủng long. Mỗi con ít nhất cũng 100 triệu đô la thần trưởng. Các phú hào nhiệt tình đẩy giá lên cao vì muốn bầu không khí náo nhiệt hơn một chút. Will liền lấy ra chiêu cuối của hắn. Nó là một bán thành phẩm vừa được nghiên cứu. Tên của nó là Tyrannosaurus Raptor, chúng ta gọi nó là răng sún nhé. Nó là sự kết hợp giữa gen khủng long Raptor và khủng long bạo chúa. Nó có trí thông minh cao và khứu giác nhạy bén. Nó đã được huấn luyện chỉ cần chiếu laser là có thể chỉ đâu đánh đó. Nó giống như một vũ khí sống. Dù nó chỉ mới là bán thành phẩm, nhưng các phú hào vẫn tranh giành để có được con khủng long này. Đột nhiên lúc này có một con khủng long cute hột me xông vào. Nó vừa vào đã lấy đà rồi tông bảo vệ. Nó khiến bảo vệ bay xa cả chục mét. Các phú hào sợ hãi chạy tán loạn. Buổi bán đấu giá bị bé dễ thương này phá tan tành rồi. Khi mọi người đều chạy hết rồi, lúc này tên đội trưởng đánh thuê Ken đã bước vào. Vì hắn ta có một sở thích, đó chính là thu thập răng của khủng long. Sau vài phát bắn, răng sún đã ngã xuống đất. Khi tên đội trưởng cầm kềm đi đến nhổ răng nó, thì nó lại nở nụ cười nhẹ. Muốn lấy răng của ta hả? Không dễ vậy đâu bưởi. Nếu không có gì bất ngờ thì chắc hắn đã được dạo một vòng trong bụng nó. Một bên khác, David cũng đã thả bé Na ra. Trong lúc chiến đấu họ đã đánh trúng bình đựng khí độc. Owen ở bên đây đã bị con khủng long bạo chúa phát hiện. Ba người lạc nhau trong lúc bỏ chạy. Bé gái lợi dụng ưu thế địa hình nên đã chạy được về phòng. Cô bé trốn trong chăn. Con khủng long bạo chúa cũng đi theo. Không biết tại sao mà nó không làm hại cô bé. Lúc này Owen đưa bé Na đến đây. Nhân lúc hai con khủng long đang đánh nhau, họ cũng nhanh chóng chuồn gấp. Nhưng bé Na không phải đối thủ của con khủng long bạo chúa. Họ bị con khủng long ép vào góc tường. Khi thấy không còn đường nào để đi, họ lại phát hiện nóc nhà không thể chịu được trọng lượng của con khủng long. Lúc này Claire dùng đèn laser chỉa lên người của Owen. Owen cũng hiểu được ý của cô ấy. Khi con khủng long kia tấn công anh ấy liền trốn đi nhanh chóng. Con khủng long trượt chân xém tí nữa nó cũng rơi xuống luôn. May mà nó thường tập gym cho nên đã bò lên được. Lúc này bé Na xông đến, nóc nhà lại không chịu nổi sức nặng của hai con khủng long. Bọn chúng đã rơi xuống cùng nhau. Chúng rơi xuống một tiêu bản của khủng long ba sừng. Con khủng long bạo chúa thăng ngay tại chỗ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong. Khí độc đã lan tỏa khắp nhà tù. Nếu không thả hết khủng long ra, thì chúng sẽ bị diệt chủng hết. Nút bấm mở khóa đang ở trong tay của Kê. Nhưng cô ấy không dám nhấn, vì cô biết hậu quả khi thả lũ khủng long ra. Cuối cùng cô ấy cũng đã từ bỏ. Nhưng cô bé kế bên không chịu nổi. Cô bé đã thả hết lũ khủng long ra, tên trợ lý đang trốn dưới xe. Vốn tưởng bản thân đã thoát khỏi kiếp nạn, hắn muốn lấy lại ống gen của con khủng long bạo chúa để làm lại từ đầu. Ai ngờ hắn lại bị một con khủng long bò phát hiện. Khi hắn cúi lưng lấy đồ thì cũng bị con khủng long cắn yêu một cái. Bé Na cũng cảm thấy làm đàn em cho bá vương long cũng dễ chịu hơn. Nó liền rời xa Owen. Bé Na thật dễ thương đúng không nào? Đã 30 năm kể từ tai nạn ở công viên Kỷ Jura, nhưng chúng ta vẫn chưa học được cách sống hòa bình với khủng long. Bá vương long xâm nhập vào khu nhà ở, thằn lằn bay xây tổ trên nhà cao tầng. Thằn lằn sông mơ không ngừng quấy rối công việc của ngư dân. Và sau đó là hành vi săn trộm khủng long. Những thứ liên quan đến khủng long đều là món hot ở chợ đen. Sau một vụ phun trào núi lửa thảm khốc, những con khủng long sống sót được chuyển đến Mỹ. Vì muốn đả kích hành vi săn trộm, Quốc hội cấp quyền thu thập gen cho một công ty lớn đẳng cấp quốc tế. Công ty này chuyên nghiên cứu gen và tổng hợp gen của sinh vật. Chủ tịch Dodson đã dựng nên một khu bảo vệ khủng long ở dãy núi Dolomite, tập trung tất cả những con khủng long ở đây để chúng có thể sinh sống. Ông hy vọng rằng thông qua việc nghiên cứu hệ thống miễn dịch của loài khủng long, có thể phát triển thuốc về gen độc đáo để chữa các bệnh nan y. Nhưng công chúng vẫn hoài nghi về tuyên bố của Dodson. Lúc này Owen đang dẫn đầu một nhóm khủng long chạy điên cuồng. Đây là khu bảo tồn khủng long Sierra Nevada.
Công việc hàng ngày của Owen là bảo vệ những con khủng long này. Lúc này anh đã có một cô vợ xinh đẹp ghê. Họ cũng có một cô con gái tên Messi, chỉ là cô bé không phải con ruột của họ. Cô bé đã được họ nhận nuôi. Messi cần được bảo vệ vì bọn tội phạm đang truy lùng cô ấy. Vì cô bé là một người nhân bản, trên người cô có một gen rất đặc biệt. Owen vì muốn bảo vệ cô bé, cho nên không cho cô bé liên hệ với thế giới bên ngoài. Nhưng Messi đã 14 tuổi rồi, đây là độ tuổi thanh xuân nổi loạn. Messi không muốn bị nhốt ở đây, cô bé rất hiếu kỳ về thân thể của mình. Con khủng long Velociraptor được Owen giải cứu đã sinh ra một con non. Chúng ta hãy gọi nó là bé Nadi, lúc nào bé Na cũng có thể gặp nguy hiểm. Lúc này có hai tên săn trộm định bắt bé Nadi, nhưng chúng rất không may mắn. Săn trộm thất bại nhưng đổi lại được những con khủng long cho bay màu ngay. Cách đó không xa có người đang theo dõi mẹ con bé Na. Đó là một tên thương buôn ở chợ đen, chuyên săn trộm các loài khủng long để bán. Hắn đã đặt bẫy để bắt bé Na, sau đó tông mẹ bé Na xuống vực. Sau đó còn bắt Messi đi. Khi Owen phát hiện ra chuyện này, anh và Claire ngay lập tức đến tìm bạn cũ. Anh ấy làm việc trong bộ phận cung cấp tình báo về các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, chuyên truy bắt tội phạm săn trộm khủng long trái phép. Anh ấy đã giúp Owen truy tìm những kẻ buôn bán ở chợ đen. Hắn cũng chính là người họ đang tìm. Ngày mai Owen chuẩn bị đi đến chợ đen với cảnh sát chìm để bắt hắn. Lúc này một trận dịch châu chấu đang xảy ra ở phía bên kia thành phố. Chúng không phải những con châu chấu bình thường. Chúng rất to lớn và hung dữ. Trăm ngàn con có thể bay che cả trời. Châu chấu này là một vật thí nghiệm cho một công ty sinh học. Công ty này đã cho châu chấu gen của khủng long có từ kỷ phấn trắng. Vì vậy chúng không ăn cây trồng của công ty, nhưng tất cả các đất nông nghiệp xung quanh công ty đã bị phá hủy. Có lời đồn công ty sinh học muốn sử dụng con châu chấu đột biến này để khống chế nguồn cung lương thực toàn cầu. Công ty này đúng là độc ác quá mà. Tiến sĩ Ali tìm đến chỗ Grant, bạn thân của cô ấy. Hai người đều là nhà sinh vật học. Họ sẽ cùng nhau đi đến công ty sinh học kia để điều tra chân tướng. Sau khi xuống máy bay, Lumkey, trợ lý của chủ tịch đã phụ trách đón tiếp hai người. Công ty sinh học đặt tại đảo Lòng Ai, khu bảo vệ khủng long có rất nhiều loài khủng long khác nhau. Còn có những kẻ săn mồi đỉnh cao mạnh hơn T-Rex. Nó chính là Giganotosaurus hay còn được gọi là thằn lằn khổng lồ phương Nam. Bạn của Ellie, tiến sĩ Ian cũng làm việc ở đây. Ian là một nhà khoa học có lương tâm. Mặc dù ông ấy luôn nghiên cứu gen di truyền, nhưng ông ấy không hề làm điều sai trái cùng công ty. Ian bí mật để thẻ ra vào trong túi của Ellie, nói cho cô ấy biết sự thật về những con châu chấu đột biến ở tầng 6 của tầng hầm. Lúc này, chủ tịch của công ty ông Dawson cũng đã đến phòng thí nghiệm. Tiến sĩ Ngô, người đã tạo ra con châu chấu đột biến cũng ở đây. Nhưng lúc đầu tiến sĩ Ngô có ý định tốt. Ông ấy muốn sử dụng gen cổ đại để làm thuốc. Và châu chấu đột biến chỉ là một thí nghiệm thất bại. Tiến sĩ Ngô muốn tiêu hủy nó. Nhưng chủ tịch không đồng ý. Chủ tịch vì muốn dỗ dành tiến sĩ Ngô nên đã nói cho tiến sĩ biết mình đã tìm thấy Messi và bé Na. Bé Na cũng là kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Ngô về sinh sản vô tính. Cùng lúc đó, Messi và bé Na đã bị người ta đưa đến sân bay. Họ sắp bị đưa đến phòng thí nghiệm. Cô gái tóc xoăn tên Lisa phụ trách vận chuyển bé Na. Owen và Claire cũng đến chợ đen khủng long lớn nhất ở đây. Trong đây có rất nhiều loại khủng long, có to có nhỏ. Cũng có những con tính nóng như kem và những khủng long đáng yêu. Claire gặp Lisa trong nhà vệ sinh. Khi cô còn nhờ Lisa tìm Messi, thì đã bị cô ta từ chối. Các cảnh sát bên ngoài cũng đã bao vây bọn tội phạm ở chợ đen. Nhưng chúng đã phản kháng rất quyết liệt. Hai bên liền rút củi ra chiến với nhau. Vì đuổi theo bọn tội phạm mà Owen bị lọt vào giữa bầy khủng long. May mà tay chân anh nhanh nhẹn mới thoát khỏi sự tấn công của chúng. Nhưng bọn kia thì không may mắn vậy. Hai người bọn chúng bị khủng long con cắn lấy cánh tay. Sau đó có thêm một con khủng long tiễn hắn lên đường luôn. Bên kia, Sarah thả ra vài con khủng long bạo chúa. Những con khủng long này đã được huấn luyện. Ai bị tia laser chiếu vào sẽ bị chúng truy lùng giáo giết. Cảnh sát bị mấy con khủng long này quấn lấy. Claire phát hiện ra Sarah nên bắt đầu đuổi theo cô ta. Cô ta không phải là đối thủ với Claire. Sau vài phát cô ta đã nói ra tung tích của Messi. Nhưng lúc này Messi đã được gửi đến phòng thí nghiệm. Vừa dứt lời thì khủng long cũng đến nơi. Sarah liền chiếu tia laser về phía Claire. Con khủng long bắt đầu truy sát Claire. May mà cô ấy nhảy lên một chiếc xe tải mới trốn thoát được. Ai ngờ lại bị Lisa phát hiện. Nhưng Lisa là một người tốt, cô ta đã lái xe đưa Claire đi. Nhưng con khủng long vẫn cứ đuổi theo. Lúc này Owen và cảnh sát đã hợp sức bắt một con khủng long. Sau đó họ đã bắt được Sarah. Tiếp theo sau đó Owen đã đuổi theo Claire và Lisa. Nhưng Sarah lại lén dùng tia laser để làm ký hiệu trên người Owen. Hai con khủng long nhanh chóng đuổi theo Owen. Kỹ năng lái xe của Lisa không tệ chút nào. Cô ấy chạy được mười mấy cây số, cuối cùng cũng cắt đuôi được con khủng long để lên máy bay. Kỹ năng lái xe của Owen cũng không tệ, dù anh ấy vẫn chưa cắt đuôi con khủng long, nhưng vẫn không bị nó bắt lấy. Sau một hồi chạy bán sống bán ngất, thì đã tạo nên cảnh quay xuất sắc nhất cho bộ phim này. Bên đây Lisa mở cốp máy bay, Owen bay lên máy bay.
nhưng bên cạnh anh ấy vẫn còn một con khủng long, nó cũng chạy lên máy bay. Ai ngờ nó bị chiếc xe máy tông trúng rồi rơi khỏi máy bay. Cuối cùng họ đã thoát khỏi sự truy sát của bọn khủng long. Nhưng nguy hiểm chỉ mới bắt đầu thôi, điều kích thích hơn còn ở phía sau. Tại thời điểm này, Ellie và tiến sĩ Grant cũng đang đi dạo trong phòng thí nghiệm. Trợ lý chủ tịch Tình chỉ ra lối xuống tầng ngầm, sau đó để hai vị tiến sĩ tự xuống tham quan. Nửa tiếng sau họ sẽ gặp lại nhau. Đây không phải là cho hai người bọn họ thời gian điều tra sao? Messi cũng gặp bác sĩ Ngô. Tiến sĩ Ngô nói với Messi rằng cô ấy không phải là người nhân bản. Mẹ của Messi là một nhà khoa học, bà dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo để mang thai và sinh ra cô. Mẹ cô ấy cũng biến đổi gen của Messi để loại trừ bệnh di truyền của cô. Đó là lý do tại sao tiến sĩ Ngô muốn tìm Messi và bé Na. Ông muốn thông qua nghiên cứu họ để thay đổi thế giới, để chữa trị những căn bệnh di truyền nan y. Ali và tiến sĩ Grant cũng đến được phòng thí nghiệm ở tầng 6. Họ tìm thấy con châu chấu khổng lồ và lấy mẫu vật về. Lúc này, Messi thả bé Na ra khỏi lồng. Thấy thế, chủ tịch Dawson liền bật chuông báo động. Chuông báo động của toàn bộ tòa nhà vang lên ngay lập tức. Châu chấu cũng bị kinh động. Chúng lập tức mất kiểm soát và tấn công hai người họ. Họ vội vã chạy vào thang máy và rời khỏi tầng 6. Lúc này họ gặp được Messi. Cả ba sau đó cùng nhau chạy trốn tại nhà ga. Lúc này họ gặp Rầm Kỳ. Rầm Kỳ sau đó nói với Ali anh ta là gián điệp. Bây giờ anh sẽ giúp họ ra khỏi đây. Ba người họ rất bất ngờ sau đó thì lên xe rời khỏi công ty. Sau khi thoát được sự truy đuổi của khủng long, Lisa đưa hai người họ đến khu bảo tồn để giải cứu Messi. Khi họ định hạ cánh, thì tháp không lưu đã từ chối yêu cầu hạ cánh. Hóa ra Dawson đã nhìn thấu kế hoạch của ba người. Ông ra lệnh tắt hệ thống làm nhiễu. Ông ta muốn cho khủng long bay tấn công máy bay của ba người. Đúng như dự đoán, những con khủng long bay khổng lồ bay đến tấn công. Chúng phá hoại máy bay của họ. Hai người họ kêu Claire dùng chiếc ghế thoát hiểm duy nhất trên máy bay. Còn họ thì cố gắng điều khiển máy bay hạ cánh. Sau khi Claire bay ra ngoài, cô ấy cũng bị khủng long bay tấn công. Điều này khiến dù hạ cánh bị phá hủy, cô ấy đã rơi vào rừng nguyên sinh chỗ ở của khủng long. Claire sử dụng kinh nghiệm đi rừng của mình để tránh sự tấn công của khủng long. Lúc này, Lisa và Owen đang lái chiếc máy bay bị hư bay lên hồ băng. Claire nhìn thấy chiếc máy bay đang bốc khói. Cô còn tưởng hai người họ đã gặp nạn. Nhưng mạng họ cũng lớn lắm. Máy bay bị rơi xuống nhưng không nổ. Lúc hai người rời khỏi lại gặp khủng long. Vì con khủng long rất mi nhon nên đã làm vỡ mặt băng. Sau đó khủng long lại tấn công họ từ dưới nước. Hai người họ chạy mất dép. Nhưng Owen lại không may rơi xuống nước. Khi những con khủng long sắp tấn công anh ấy, Lisa đã kéo anh ấy lên. Khi hai người không kịp thở nữa, thì con khủng long lại bay lên khỏi mặt băng. Nó lại tấn công họ. Hai người liền bật ra tốc chạy bán mạng. Khi trốn vào trong cầu thang, họ mới trốn thoát được. Trong thang máy, Lisa nói vị trí của ghế thoát hiểm cho anh biết. Thế là họ cùng nhau đi tìm Claire. Trong phòng thí nghiệm, Dawson tìm ra ba kẻ đột nhập. Dawson lo lắng họ sẽ ra ngoài và tiết lộ bí mật của ông ta. Cho nên ông ta đã đóng hệ thống cung cấp điện cho tàu điện ngầm, khiến chiếc tàu dừng ở một mỏ khoáng bỏ hoang. Vì điện bị cắt nên ba người họ không ra ngoài được. Nơi này lại là hang ổ của khủng long. Dawson nhận ra kế hoạch của mình có thể bị sụp đổ. Ông ta đã xóa tất cả những tài liệu bất lợi cho mình. Ở phía bên kia, Ian biết họ đang gặp nguy hiểm. Rầm Kỳ lại giúp đỡ đi tìm ba người họ. Lúc này ba người đang mò mẫm tiến vào mỏ. Đột nhiên có một con khủng long tấn công họ. Họ sử dụng những ngọn đuốc để xua đuổi khủng long. Khi họ ra được trước cửa thì đã gặp được Ian. Ai ngờ Ian không biết mật khẩu cổng. Con khủng long đang ở phía trước. Khi ba người họ sắp không chống chọi được nữa. May mắn thay, Rầm Kỳ đã tìm thấy họ. Anh ấy nhập mật khẩu để mở cửa cho họ. Vì thế họ mới có thể thoát khỏi nguy hiểm. Lúc này Claire đang lạc vào rừng nguyên sinh. Trời thì đã tối rồi. Cô ấy phát hiện một cửa vào căn cứ. Cô chưa kịp vào thì đã bị khủng long tấn công. Cô ấy sợ hãi ngồi bệt xuống đất không dám động đậy. Khi con khủng long đang định ăn cô ấy, thì một cái này đã bóp cổ con khủng long. Khi cô ấy nhìn lên thì thấy đó là Owen. Dawson dẫn người dân tiêu diệt đàn châu chấu khổng lồ trong phòng thí nghiệm. Ai ngờ chúng đã đi theo ống thông gió. Sau đó xông ra khỏi tòa nhà rồi bay khắp nơi. Bầu trời đột nhiên biến thành một lốc xoáy lửa. Chúng vừa bay vừa rơi xuống. Điều này khiến các con khủng long chạy tán loạn. Cảnh tượng lúc này giống như 65 triệu năm trước khi loài khủng long tuyệt chủng vậy. Bọn người của tiến sĩ lái xe vào trong rừng. Chiếc xe đã bị bọn châu chấu phá hoại, cho nên nó đã lăn xuống dốc. Thật trùng hợp thay, chiếc xe lăn đến trước mặt của Owen. Cuối cùng vợ chồng Owen cũng tìm được con gái của họ. Những diễn viên chính cũng đã tập hợp lại rồi. Thứ đang đi đến trước mặt họ chính là một con khủng long ăn thịt múc nhất thế giới này. Nó có tên cúng cơm là Giganotosaurus. Tiếp theo sau chúng ta sẽ được thưởng thức cuộc truy đuổi sống và chết nhé. Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Ian đã lấy cây đuốc thu hút sự chú ý của bé ba. Sau đó ném đuốc vào miệng nhỏ xinh xinh của nó. Con khủng long bị chọc điên máu cũng chạy theo. Họ lại đối mặt với thời khắc sinh tử. May mà họ hợp sức đuổi bé ba đi. Lúc này khu bảo vệ đã trở thành biển lửa.
Dawson ra lệnh dùng tín hiệu điện tử để đưa khủng long về khu cách ly. Các nhân vật chính cũng nghĩ cách để về nhà. Muốn về nhà thì họ cần máy bay trực thăng. Nhưng họ vẫn phải mở hệ thống làm nhiễu, để các con khủng long không tấn công máy bay. Giờ họ cần đi đến tòa nhà chính ngay, vì nơi đó mới mở được hệ thống làm nhiễu. Sau đó Owen sẽ tìm bé Na và đưa em ấy về nhà. Vì không đủ điện nên không thể mở hệ thống làm nhiễu được. Họ phải tắt hết tất cả nguồn điện khác, để có thể đảm bảo hệ thống nhiễu sẽ hoạt động. Nhưng bây giờ đến lượt Dawson gặp rắc rối, khi hắn đang đi tàu điện ngầm để trốn thoát. Ai ngờ bị ngừng điện nên hắn phải ra khỏi tàu. Nhưng vừa ra khỏi tàu đã đụng độ dế yêu. Điều này khiến hắn hoảng sợ chạy đến chỗ tàu điện ngầm. Khủng long nói nhỏ chú chạy vào bụng anh đây này. Khi mọi người chuẩn bị xong, thì tiến sĩ Ngô hy vọng họ có thể đưa mình cùng đi. Vì ông ta có thể giải quyết nguy cơ về loài châu chấu biến dị. Lý do này đã thuyết phục được mọi người. Lisa liền lái máy bay trực thăng, cô muốn đáp ở chính giữa sảnh. Ai ngờ gặp phải hai con khủng long phá đám. Hai con khủng long này đang giành lãnh địa. Lúc này bé Ba cũng tham chiến. Mọi người nhân lúc chúng đang đấu nhau, họ nhanh chóng lên máy bay. Khi máy bay cất cánh, ba con khủng long đã chia làm hai phe. Hai con kia đấu với bé Ba. Bé Ba thân cô thế cô nên đánh không lại. Cũng vì thế bé Ba đã lãnh cơm hộp ngay. Bên kia tiến sĩ Ngô cũng tranh thủ thời gian để nghiên cứu cách ứng phó với châu chấu. Nghiên cứu của ông đã châm ngòi cho một cuộc cách mạng trong di truyền học hiện đại. Thung lũng của công ty sinh học đã được phân chia làm khu bảo tồn tự nhiên. Nhưng con khủng long ở đây có thể thoải mái hoạt động. Chúng không còn bị làm phiền nữa. Sau khi trải qua kiếp nạn sinh tử, thì Messi cũng hiểu được sự quan tâm cha mẹ dành cho mình. Dù họ không phải cha mẹ ruột của cô, nhưng họ cũng đối đãi với Messi như con gái ruột vậy. Gia đình ba người trở lại Sierra Nevada, họ giúp bé Na về với mẹ. Owen cũng bảo vệ chúng như hồi đó vậy. Con người không tồn tại một mình. Con người cũng như các sinh vật khác trên trái đất vậy. Chúng ta đều thuộc về hệ sinh thái này. Chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau nếu muốn tồn tại lâu dài. Chúng ta phải nương tựa vào nhau, cùng sống hòa hợp với nhau. Series phim công viên khủng long đến đây là kết thúc. Review phim bộ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.